Tòa văn phòng dịch vụ tại Price Center. Vị trí: tòa nhà văn phòng Price Center có một thế mạnh nổi bật về vị trí, nằm ngay góc giao giữa phố Quang Trung và hồ Xuân Hương sầm uất, cũng như sôi động về các hoạt động kinh tế chính trị của khu vực. Đồng thời, phía trước tòa nhà là hồ Thiền Quang thoáng mát, trong lành, mang lại không gian làm việc tràn đầy cảm hứng. Văn phòng dịch vụ: tòa nhà cao 17 tầng nổi và 2 tầng hầm, tổng diện tích cho thuê là 7.820 m², trong đó diện tích mỗi sàn là 460 m². Diện tích cho thuê linh hoạt từ 10, 15, 20, 30, 40, 50, 80, v.v. 3 thang máy tốc độ cao, hệ thống điều hòa trung tâm, hệ thống điện dự phòng phục vụ thang máy và hệ thống điện chiếu sáng trong khu vực làm việc. Tầm hầm rộng, có sức chứa nhiều xe của nhân viên tại văn phòng và khách hàng vào giao dịch. Hiện tòa nhà đang được thuê bởi nhiều tổ chức, công ty lớn trong và ngoài nước như Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Đại sứ quán Áo. Xung quanh tòa nhà văn phòng là nhiều cơ quan, tổ chức, nhiều tòa nhà công ty cổ phận xây dựng số 1, tòa nhà báo Tiền Phong, v.v. Tiện ích của tòa văn phòng dịch vụ: 1. Trang thiết bị và nội thất văn phòng được đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn hạng A. 2. Bảo dưỡng và làm sạch hàng ngày. 3. Hệ thống báo cháy và bình chữa cháy. 4. Sử dụng máy phách. 5. Hỗ trợ kỹ thuật từ các chuyên gia IT. 6. Một địa chỉ giao dịch thuận lợi, một môi trường làm việc tiếp khách sang trọng. 7. Truy cập mạng không dây tốc độ cao. 8. Hệ thống điều hòa từ 7 giờ 30 sáng đến 6 giờ 30 tối. 9. Cấp điện và cấp nước 24/7. 10. Nước uống, trà, cà phê và sử dụng lò vi sóng, tủ lạnh, tủ sáng.